Alo, xin chào các bạn. Hôm nay tôi trình bày cho các bạn một cái tiện ích mở rộng được sử dụng để điểm danh tự động khi các bạn giảng dạy trực tuyến qua các hệ thống video call như Google Meet. Thì các bạn biết rồi là khi các bạn dạy học trực tuyến qua những cái hệ thống như Google Meet chẳng hạn, thì cái việc làm sao để điểm danh giám sát cái sự tham gia của người học vào trong cái lớp học á, thì nó khá là mất thời gian. Thì cái tiện ích này giúp cho các bạn có thể tự động theo dõi cái việc tham gia của người học vào lớp học, tự động điểm danh và thống kê, một số cái thống kê rất là hiệu quả. Thì có rất nhiều cái tiện ích dùng để thực hiện điểm danh tự động khi giảng dạy online trên Google Meet. Tuy nhiên là cái tiện ích là Google Meet Attendance Tracking này này, thì nó rất là, theo tôi thì rất là đơn giản, hiệu quả và nó ổn định. Nó giúp cho các bạn có một số cái thống kê về cái sự tham gia của người học. Ví dụ như ở đây là nó cho biết các bạn biết rằng là gì, tức là cái thời gian bắt đầu kiểm tra điểm danh, là thời gian kết thúc, rồi tổng thời lượng của lớp học, rồi ở đây là cái tỷ lệ phần trăm cũng như cái thời lượng mà từng người tham gia vào trong lớp học, ví dụ như thế của các bạn. Rồi ở đây nó có thể lọc ra, giúp cho các bạn có thể lọc thực hiện một cái bộ lọc, ví dụ như các bạn xem nữa là những người nào tham gia trên 70%, ví dụ thế, thì các bạn có thể lọc ra để các bạn có thể biết được là cái tình hình tham gia vào lớp học của các bạn, và thậm chí là các bạn có thể download bằng file PDF xuống để các bạn lưu trữ, hoặc là các bạn làm minh chứng báo cáo. Thế thì để sử dụng cái tiện ích này thì đầu tiên các bạn vô cái trang web là chrome.google.com xuyệt web store, và các bạn tìm cái từ khóa này, cái từ khóa có cái tên là Miss Attendance, Google Miss Attendance Tracker. Thì ở đây thực tế là có rất là nhiều cái tiện ích dùng để điểm danh, chứ không phải chỉ có cái tiện ích này đâu, mà tôi dùng cái tiện ích này cho thấy khá hiệu quả, đơn giản và ổn định, cho nên tôi trình bày cho các bạn. Thế thì ở đây á là khi các bạn bấm vào thì chỗ này nó sẽ có một cái nút là Add to Chrome, tức là thêm vào Chrome. Còn cái máy của tôi là đã cài rồi, cho nên là nó có cái nút là gỡ, có gỡ ra không. Thì các bạn chỗ này là có chưa cài thì sẽ có nút là thêm vào Chrome, thì các bạn chỉ cần bấm vào đó thôi. Sau khi bấm vô thì các bạn qua Google Meet. Thì ở đây ví dụ như là tôi có một cái lớp học đã thiết lập sẵn cái lịch để có Google Meet, thì tôi chỉ cần bấm vô Google Meet. Đấy, các bạn đợi hệ thống nó vào Google Meet thì này. Ta soi vào trong cái lớp học video call qua Google Meet. Thì khi mà các bạn vào Google Meet thì đã cài cái tiện ích mở rộng là điểm danh này rồi á, tức là thì các bạn sẽ thấy ở trên này nó có một cái nút. Đây, các bạn sẽ thấy có một cái nút, thì đây là các cái tiện ích mở rộng ở trên này. Thì nếu mà các bạn cần thì các bạn bấm pin lên để cho nó hiện lên trên này. Thế thì ở đây các bạn khi mà là thì các bạn chỉ cần bấm vào đây thôi. Khi các bạn bấm vào đây thì nó sẽ có cái nút là Track Attendance màu đỏ đây. Thì để bắt đầu điểm danh theo dõi thì các bạn chỉ cần bấm vào đây thôi. Thì bắt đầu từ đây nó sẽ theo dõi cái quá trình tham gia của người học vào trong lớp học, ai vào ai ra, và thời gian người ta vào tham gia lớp học là bao nhiêu thì nó sẽ theo dõi ở đây. Thì là các bạn khi mà các bạn muốn kết thúc lớp học, hoặc khi các bạn muốn kết thúc cái việc điểm danh á, thì các bạn chỉ cần bấm vào đây thôi. Đấy, bấm vào đây thì tức là các bạn có thể để im cho nó chạy trong quá trình các bạn dạy, thì các bạn có thể để im cho nó chạy đến khi cuối giờ chẳng hạn, và các bạn muốn trước khi kết thúc thì các bạn điểm danh, hoặc là tại cái thời điểm nào đấy các bạn muốn điểm danh thì các bạn chỉ cần bấm vào đây thì nó sẽ kết thúc, và nó sinh ra cho các bạn một cái báo cáo về tình hình tham gia của lớp học, thì các bạn chỉ cần bấm vào đây thôi. Thế thì bấm vào đây thì các bạn đợi cho nó ra một cái nó lập cái báo cáo, thì các bạn chỉ cần bấm vào cái nút cái hình cái bút này, các bạn bấm sửa thì các bạn sửa ở đây. Ví dụ như các bạn đặt lại cái tên để sau này các bạn theo dõi, ví dụ cái class DB, cái thời gian ví dụ như là ngày 21 tháng 09 chẳng hạn, ví dụ như thế. Khi các bạn làm xong thì các bạn bấm save, thì ở đây các bạn sẽ thấy là có cái report. Ở đây tôi có sẵn một cái báo cáo rồi, thì các bạn chỉ cần xem report thôi. Thì ở đây trên này cái xem report thì nó giống như hồi nãy thôi, tức là cho phép nó theo dõi cho các bạn, nó thống kê cho các bạn thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, tổng thời gian của lớp học, rồi cái phần trăm tham gia của từng người, cái thời lượng tham gia của từng người, và các bạn có thể lọc lại theo một cái tỷ lệ. Đây, cái này thì là
các bạn xem cái download xuống cái dạng PDF để các bạn tham gia. Trên này nó có một cái nút là download bằng file PDF đây, thì các bạn có thể lọc lại cũng được. Ví dụ các bạn lọc ra những cái người mà tham gia trên 50% thì các bạn chỉ cần lọc lại thì nó sẽ lọc ra cho các bạn những người tham gia trên 50% vân vân. Thì cái này đó tôi thấy là nó rất là hữu ích, và nó hy vọng là có ích giúp cho các bạn trong cái việc là theo dõi cái việc điểm danh lớp học khi các bạn giảng dạy trực tuyến bằng Google Meet. Xin cảm ơn các bạn.